Giàu sang ba đời, nếu bàn thờ có điểm này, tiền bạc chất lên cao như núi, tiền tiêu mãi không hết. Vâng, xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, bàn thờ chính là nơi linh thiêng nhất trong ngôi nhà, giúp thể hiện tấm lòng thành kính của con cháu đối với bậc tiền tổ gia tiên, cũng là nơi thần linh ngự giá để có thể ban phát cho con cháu tài lộc. Chính vì vậy mà khi nhắc đến phong thủy nhà ở thì căn phòng thờ phải được chú trọng đầu tiên. Bên cạnh mỹ quan và sự thuận tiện thì gia chủ phải bày trí ra sao để đảm bảo được sự trang trọng, tôn nghiêm ở phòng thờ. Điều này sẽ mang lại may mắn, vượng khí tốt lành cho cả gia đình. Ngày hôm nay thì Phong Thủy Gia Cát sẽ cùng với quý vị chúng ta đi tìm hiểu một số mẹo trong phong thủy về cách bày trí bàn thờ giúp cho tài lộc kéo đến ùn ùn như nước. Mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe nội dung chi tiết ngay sau đây. Người xưa có câu, khi uống nước thì phải nhớ suối, ăn cơm phải nhớ lúc cày vất vả, giàu có phải nhớ lúc nghèo khổ, khỏe mạnh phải nhớ đến ơn của cha mẹ. Theo đó, mỗi người sinh ra phải có sinh mệnh riêng và tổ tiên được xem như gốc cây đại thụ nuôi dưỡng, phù hộ cho con cháu được bình an trong đời sống. Việc thờ cúng tổ tiên vì thế đã trở thành nét tín ngưỡng lâu đời của người Việt, thể hiện sự ghi nhớ công ơn cho cái gốc của mình. Tín ngưỡng thờ cúng thể hiện sự biết ơn và lòng thành hướng về cội nguồn. Chính vì thế, việc sắp xếp bài trí bàn thờ sao cho phù hợp, trang nghiêm, sạch sẽ, đúng với phong thủy là vấn đề rất cần được quan tâm. Đảm bảo phong thủy cũng tạo vượng khí tốt, đem đến tài lộc may mắn cho gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình. Sau đây là những nguyên tắc phong thủy khi sắp xếp bàn thờ và bài trí phòng thờ mà gia chủ cần phải lưu ý để giữ cho gia đạo được bình an, phúc lộc, dồi dào. Vị trí và hướng đặt bàn thờ thuận theo phong thủy. Theo quan niệm tâm linh, bàn thờ gia tiên là nơi ông bà tổ tiên đi về, cho nên thường đặt tại vị trí quan trọng nhất trong ngôi nhà. Với những ngôi nhà truyền thống, bàn thờ được đặt ở giữa là chỗ trang trọng và là trung tâm của ngôi nhà. Cách chọn vị trí đặt bàn thờ gia tiên theo phong thủy. Bàn thờ gia tiên thường được đặt ở một khu hoặc là một phòng riêng. Vị trí bàn thờ cao, không bị các không gian sinh hoạt khác gây ảnh hưởng hay đè lên. Để bài trí bàn thờ gia tiên hợp phong thủy thì gia chủ cần phải chú ý một số điều như sau. Không đặt bàn thờ nhìn ra hướng ngũ quỷ là các hướng Đông Bắc, Tây Nam. Không nên đặt bàn thờ ở hướng Tây Nam nhìn ra hướng Đông Bắc. Tránh để bàn thờ ở hướng Đông Bắc nhìn về hướng Tây Nam. Phía sau bàn thờ phải là một bức tường vững chãi, không được dựa vào tường kính hay cửa sổ. Chọn vị trí đặt bàn thờ đối diện với cửa ra vào và thỏa mãn về phương vị. Hướng đẹp là cách bài trí bàn thờ tốt nhất về phong thủy. Chọn hướng đặt bàn thờ gia tiên theo tuổi của gia chủ. Khi chọn vị trí và hướng đặt bàn thờ gia tiên thì nên quan tâm đến tuổi của gia chủ. Bàn thờ là tâm linh thuộc về âm tính, mang tính chất hướng nội, vậy nên hướng của bàn thờ nên đặt theo hướng dương tính để cân bằng âm dương. Các hướng dương tính nên đặt bàn thờ gia tiên như hướng Tây Bắc, đây là hướng tượng trưng cho mặt trời mọc. Gia chủ nằm trong các tuổi Thân, Tí, Thìn thì nên đặt phương vị bàn thờ ở cung Thìn hướng Đông Nam, cung Tí hướng Bắc, cung Mão hướng Đông. Chủ nhà thuộc các tuổi Hợi, Mão, Mùi thì phương vị đặt bàn thờ khám thờ là cung Mùi, cung Tí, cung Mão. Gia chủ là các tuổi Tỵ, Dậu, Sửu thì nên lựa chọn phương vị đặt bàn thờ là các cung Sửu hướng Bắc, cung Mão hướng Đông. Vị trí đặt bàn thờ phù hợp cho nhà cao tầng. Hiện nay cuộc sống ngày càng phát triển hiện đại, điều kiện sống và tiện ích cũng khác ngày trước, vậy nên cấu trúc không gian ngôi nhà cũng ngày càng hiện đại hơn. Các gia chủ ở nhà cao tầng cần có cách sắp xếp bàn thờ gia tiên phù hợp. Đối với nhà cao tầng thì hơi nhỏ hẹp, nên đặt bàn thờ trên tầng cao nhất hoặc ở tầng thượng. Đây là vị trí thoáng đãng hơn vì có khoảng sân rộng rãi. Đồng thời cũng là nơi đủ chỗ để nhiều người tập trung lại lễ tổ tiên, nhân dịp, dỗ lễ hoặc là Tết. Tuy nhiên cũng có nhiều nhà không đặt bàn thờ trên cao vì như vậy sẽ gây ra nhiều khó khăn trong việc đi lại để chăm lo hương khói, lau dọn bàn thờ đối với người lớn tuổi. Nhưng thực tế, việc đi lên đi xuống một ngày vài lần cũng giống như tập thể dục nhẹ nhàng, không có gì nặng nhọc. Vị trí đặt bàn thờ chuẩn phong thủy cho căn hộ chung cư. Đối với những căn hộ chung cư nhà trệt thì có thể gắn bàn thờ gia tiên liền với phòng khách. Gia chủ cần phải lưu ý, không nên làm bàn thờ quá cao hay quá thấp, hãy làm vừa vặn để tạo nên sự ấm áp trong sinh hoạt gia đình.
Tùy thuộc vào kích thước và không gian phòng thờ, để có cách trang trí bàn thờ hợp lý, thông thường sẽ là 1 đến 3 bát hương ở giữa thờ trung thần linh và thổ địa, bát hương hai bên thờ gia tiên và bà cô, ông mãnh. Phía trước bát hương là 3 chiếc chén đựng nước sạch, hai bên là 2 đĩa hoa quả tươi cùng với trầu cau hoặc tiền vàng mã. Phía sau bát hương là 1 bình hoa tươi, hương, nến và tùy thuộc vào các gia đình có thể bày biện thêm đồ sứ về thờ cúng tâm linh. Theo tư vấn, màu sơn nội thất phòng thờ hợp phong thủy, hãy chọn những gam màu trầm làm chủ đạo như màu nâu, vàng kem hoặc là màu gỗ, bởi những không gian này ưa dùng những màu sắc đơn sắc, ít phức tạp, nghiêng về sự đồng bộ và thuận nhất để tạo sự yên tĩnh. Và đặc biệt trong thời gian này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề tử vi, phong thủy, tướng số và các vấn đề tâm linh mà quý vị đang gặp phải. Để có được sự tư vấn miễn phí, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát. Đội ngũ trợ lý sẽ sắp xếp lịch cho quý vị gặp thầy trong thời gian sớm nhất. Bàn thờ phải sạch sẽ nhằm kích hoạt cát khí. Bàn thờ là nơi thờ cúng tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân tổ tiên trong gia đình, cho nên bàn thờ luôn được đặt ở vị trí cao nhất, sạch sẽ nhất trong ngôi nhà. Điều này không chỉ tránh sự va chạm, bụi bặm mà còn tiện cho việc lau chùi bàn thờ và còn thể hiện được sự thành kính của con cháu đối với tổ tiên. Việc lau dọn bàn thờ phải thực hiện cẩn thận, tỉ mỉ, dùng chổi sạch, khăn sạch để lau dọn và dùng xong nên để riêng. Nước lau bàn thờ thường được dùng từ nguồn nước sạch như nước mưa hoặc là cẩn thận hơn nữa thì dùng nước lá trầu không, rượu đập thêm gừng tươi để vệ sinh. Không gian thờ cúng phải thiêng liêng cho nên bàn thờ luôn giữ gìn sạch sẽ và thơm tho. Không gian thờ cúng phải thể hiện được sự thiêng liêng và riêng biệt cho nên bàn thờ luôn phải thoáng đãng. Tất cả những đồ vật được đặt trên bàn thờ như bát hương, chén thờ, lọ hoa, lư hương đều phải lau chùi sạch sẽ. Việc bài trí trên bàn thờ thì thường là chủ nhà làm hoặc là những người cao tuổi trong nhà. Mỗi khi dịp lễ Tết dỗ chạp thì thắp hương và khấn tổ tiên. Nhưng quan trọng nhất thì việc bài trí còn phải thể hiện được sự thành tâm của con cháu đối với các bậc tổ tiên thì gia đình mới được mát mẻ, gia đạo mới bình an. Nguyên tắc chiếu sáng ở phòng thờ. Phòng thờ mang không khí trang nghiêm, ấm cúng, gần gũi, không nên tạo ra cảm giác lạnh lẽo, u ám, cho nên cần phải sử dụng ánh sáng tạo cảm giác ấm cúng. Chỉ nên bố trí khoảng 2 đến 3 loại ánh sáng, không nên lắp nhiều bóng đèn sẽ gây ảnh hưởng đến tính chất trang nghiêm của phòng thờ. Phòng thờ cần phải được lưu ý là bố trí ánh sáng đèn không được chiếu thẳng vào mặt người ngồi khi hành lễ thờ cúng. Lưu ý, nếu ở trên tường có treo hành phi câu đối thì nên bố trí 2 đèn âm tường ở mỗi bên. Cách trang trí và bài biện bàn thờ hợp lý. Không gian thờ cúng trong căn nhà lúc nào cũng cần phải được bài trí trang nghiêm, luôn luôn phải sạch sẽ và ngăn nắp để thể hiện sự thành kính của mình đối với bề trên. Dù là bàn thờ treo tường hay là tủ thờ thì cách trang trí phòng thờ cũng phải thống nhất về tỷ lệ với người trong gia đình, tránh làm quá cao, phải leo trèo, thiếu an toàn hoặc là quá thấp, dễ bị va chạm và thiếu tính tôn nghiêm. Trường hợp có nhiều tầng thờ thì phải xếp đặt theo thứ tự từ trên cao xuống thấp theo ngôi thứ. Nên bố trí thêm tủ thờ hoặc là kê một tủ nhỏ trong hay là vào khoảng trống bên dưới để thuận tiện sắp xếp những vật dụng vào dịp có dỗ Tết. Bài trí, bày biện bàn thờ phải nghiêm trang nhưng không u tịch bởi vì nhà ở, gia đình có tính chất dương, không bao giờ là một ngôi chùa hay là ngôi đền miếu, phủ, am. Kiêng kỵ các đồ vật không phải đồ cúng bày trên bàn thờ bát hương, đèn nến, lọ hoa phải được bày cân đối với nhau. Quý vị thân mến, phòng thờ được coi như là một thế giới tâm linh thu nhỏ và bàn thờ chính là nơi kết nối giữa thần linh và con người. Vậy nên việc sắp xếp sao cho hợp lý, chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm đến vị trí của căn phòng thờ. Không ít người đã biết cách sắp xếp bàn thờ hợp phong thủy nhưng mà vị trí đại kỵ, cho nên là tai họa vẫn liên miên diễn ra. Do đó đây cũng là không gian cần được xem xét, bố trí cẩn thận cả về kích thước, vị trí và hướng. Vậy thì quý vị cần phải lưu ý những vị trí nào, mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết tiếp theo của chương trình. Không nên đặt bài vị trên bàn thờ quá gần tường. Theo quan niệm thông thường, tượng thần Phật đặt sát tường là tốt, nhưng với bài vị tổ tiên thì lại không được đặt như vậy vì có thể gây ảnh hưởng đến tiền đồ, thậm chí là vận mệnh của cả đời con cháu. Tốt nhất nên tạo một khoảng trống nhỏ giữa bài vị tổ tiên với bức tường. Không được đặt bàn thờ ngược hướng với ngôi nhà. Bàn thờ đặt ngược hướng với hướng nhà có thể khiến cho gia đình không hòa thuận, thậm chí còn có thể khó có con nối dõi. Không đặt bàn thờ xung với cửa.
hai bên của bàn thờ kiêng kỵ phạm vào thế xung với cửa hoặc đường cái, kể cả cửa chính, cửa phòng ngủ, phòng bếp và nhà vệ sinh. Trong đó đặc biệt tối kỵ cửa nhà vệ sinh và cửa bếp vì sẽ gây ảnh hưởng xấu đến vận thế và sức khỏe của cả gia đình. Ngoài ra còn dễ bị tiểu nhân hãm hại. Không được để bên trái bàn bừa bộn. Luôn phải giữ gìn thật sẽ khu vực bên tay trái của bàn thờ, sắp đặt đồ đạc gọn gàng. Nếu khu vực này để thùng rác hoặc là các vật ô uế có thể gây ảnh hưởng xấu đến vận thế, sức khỏe và sự nghiệp của các thành viên trong gia đình. Người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là con trai và là người đàn ông trong gia đình. Không được đặt đồ điện ở bên phải bàn thờ. Nếu đặt đồ điện ở bên phải bàn thờ sẽ phạm vào sát khí của Bạch Hổ, dễ xảy ra chuyện không may trong gia đình. Tốt nhất nên đặt đồ điện lớn ở vị trí khác. Khu vực này nên bày một đôi tử hưu hoặc là long quy giúp hóa giải sát khí, cải thiện môi trường phong thủy. Không đặt đồ đạc phía dưới bàn thờ. Khu vực bên dưới bàn thờ cũng phải giữ gìn sạch sẽ và không nên bày biện đồ đạc. Đặc biệt chú ý, khu vực này không để đồ điện hoặc là bể cá cảnh vì có thể khiến cho tinh thần sa sút hoặc bị hao hụt tài sản. Đồ vật tốt nhất đặt bên dưới là một chiếc la bàn. Không đặt bàn thờ gần bếp và phòng vệ sinh. Nếu gian bếp bố trí ngay phía sau bàn thờ, sẽ tạo ra hỏa sát rất nặng, gây ảnh hưởng đến vận thế của cả gia đình, làm xấu các yếu tố phong thủy khác trong nhà. Bàn thờ đặt cạnh phòng vệ sinh cũng không tốt, dễ gây ra các vấn đề về sức khỏe. Không được đặt bàn thờ gần nhà vệ sinh. Nếu không có chỗ nào thích hợp hơn, cần tạo ra một khoảng không gian ngăn cách giữa bàn thờ với nhà bếp hoặc phòng vệ sinh. Trên bức tường phía sau bàn thờ, hãy bài trí một số linh vật phong thủy để giúp hóa giải sát khí. Trong đó linh vật thích hợp nhất là 6 sâu tiền lục đế, nhất định phải là 6 sâu và tiền phải là tiền lục đế. Không đặt bàn thờ dưới xà ngang nhà. Nếu đặt bàn thờ ngay dưới xà ngang trên trần nhà, sẽ sản sinh ra sát khí, gây áp lực khiến cho các thành viên trong gia đình luôn có cảm giác bất an, có thể đau đầu, thần kinh suy nhược nặng hơn, còn có thể khiến cho vận thế trong gia đình bị ảnh hưởng nặng nề. Vâng thưa quý vị, trên đây là những nguyên tắc phong thủy khi bài trí thiết kế phòng thờ giúp cho gia chủ chiêu tài, bình an, may mắn tràn đầy. Bạn còn chần chừ gì nữa mà không áp dụng ngay để có thể kích hoạt cách khí trong ngôi nhà của mình? Và đến đây thì chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin được phép khép lại. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị luôn gặp may mắn và thành công trong cuộc sống.